từng cây. Ô, rồi, ngon, ngon, con đá. Rồi, dở lên, dở lên. Quá, quá dữ luôn, từ từ con. Rồi, rồi, chúng mánh luôn, hai con, con cầm lên. Rồi, rồi, rồi. Ô, quá dữ luôn. Ô, đây, ở nhà mình ơi. Vô tiệc vào, vô con gái ơi. À, rồi, mình sẽ... Hôm nay là con đã thành công. Như vậy là cái hơi của nước ngoài cá nó chịu ăn thì giống như mũi. Tiếp ơi. À. Rồi cả nhà mình ơi. À. Rồi, hôm nay là kênh của Biết Mai Nhi là sẽ thành công rồi. Có thằng em Việt Kiều Mỹ. Đã về đây để tìm Mai Nhi ăn. Bà đi xuống câu thì câu dính con cá khéo nha con. Rồi. Con này tất nhiên là gọi là giỏi đó nha. Đỉnh đó rồi, con bỏ vô à. Bây giờ má con mình cứ vô đi. Dính con cá rồi, má con mình vô được rồi. À, rồi đem vô luôn. Đi, đi vô, vô, đạt rồi. Rồi. Quá dữ luôn. À. Chào cả nhà mình. Đến với kênh à, Biết Mai Nhi. Hôm nay là kênh của Biết Mai Nhi sẽ có mấy đứa con. À, mình đứng ở chân đây nghe các bạn luôn. À, mấy đứa con từ Mỹ về vô luôn đây. À, từ Mỹ về con cứ để bên đây. Cảm ơn má. À, quá tuyệt vời, tranh cả tuyệt vời. À, cả nhà mình ơi. À, là hôm nay mình sẽ có một cái kênh, một cái clip tuyệt vời nha. Hôm nay là kênh YouTube của Biết Mai Nhi sẽ có hai em từ Mỹ về. Dạ. Ở Florida. Từ Mỹ về mà hình như là cũng hơi yêu Mai Nhi dữ lắm đó. Đúng rồi. Dạ, ô một cái gì nè. Đúng rồi, là mình phải tới đây thăm trước đó. Ở Mỹ là coi clip của Hải Sa Ba hả? À, coi hết tất cả trong group luôn. À, hết luôn. Phạm Dũng, Diễm, Hải Sa Ba má với lại Song Hỷ, Nga Sumo. Thời gian ở đâu mà coi dữ vậy ta? Không, giống như là không bận rộn nhưng mà nhiều khi cái thời gian rảnh thì mình coi mình giải trí. Giải trí mình thoải mái. Clip này thì mình coi clip kia. Dạ, tại vì con đam mê ẩm thực. Đúng rồi. Nên những cái gì mà liên can tới ẩm thực là con đều ủng hộ hết. Quên đi phim đi Tăng ơi. Đây. À, con cho sát vô đây con. Đây món gì đây? Đầu tiên là cho hai đứa ăn cái món gỏi đu đủ nè. Có điểm điểm nè. Rồi có tép cháu nè, có lô ta heo nè nè, có tép cháu chưa đó. Rồi giờ để má. Thơm quá trời thơm luôn. Thơm lắm. Má làm cho coi nha. Đó. Đó. Thơm. Wow. Thơm lắm. Cho tép rồi vô. Lô ta heo rồi vô. Dạ. Đây cho anh chàng đẹp trai thử trước không? Thử trước. Rồi. Đây đây. Review luôn. Review, ăn đi cái chén của con nè. Rồi cứ cầm ăn đi. Chén má hai nè. Thử đi. Ôi. Chuyên môn thử đồ ăn của con. Con quay phim cũng hay quá nè. Cũng giỏi lắm á. Mai mốt làm 10 năm nữa con hỏi tiếng. Hết sảy. Hết sảy ha. Hết sảy bà bảy luôn. Hết sảy bà bảy. Vừa ăn luôn không? Rồi, ăn cho coi. 10 điểm không nhân. Ồ. Giỡn hoài. Chuyên môn. Thật nha, nói thật nha Thanh Thanh ơi. Mai mốt là mấy anh chị tụi con mê gọi lắm. Về mà nếu mà không ngon là bị đòn nha. Ngon, ngon. Không, mê gọi lắm. Đây, tới con nè, tới con nè. Rồi mấy đứa ăn đi mấy đứa. Rồi, thử đi, thử đi. Đây, rồi thử vô, luôn. Vô. 1, 2, 3, vô. Thử coi nha. Con thử quá. Con nghĩ đâu? Đậm đà. Đu đủ thì nó giòn giòn. Dạ. Rồi điên điển thì nó có đắng đắng. Đó, tép chấu là ta heo. Cái gia vị mà sốc rất là dễ. Nó chua chua mặn mặn dạ. Vừa ăn luôn, khỏi cần chấm gì hết luôn. Dạ. Ngon, nó ngon. Tuyệt cái này là ngon thiệt, ngon thiệt. Ngon. Mời chị. Rồi, mời dạ. Hai em. Mời con thử đi con, ngon. Rồi con trai. Má ăn luôn đi con. Má mới ăn gì ăn sáng. Má cả nhà ơi, hôm nay là mình cũng muốn ưu tiên cái clip hai em cũng như hai đứa hai em đi chứ hai đứa con hơi hơi kệ thôi hai đứa con đi ha hai đứa con hai đứa đi con là từ Mỹ tìm về chỗ Quán Nhi cũng như chỗ Bếp Mã Nhi để thưởng thức những cái món ăn mà dân dã truyền thống đặc sắc của mình. À, rất là nhiều anh chị em đã từng đến đây để thử thì hình như là mình thấy mà chưa chưa có người chê
nhưng mà món đầu tiên đây vị là con ăn rồi ngon đậm vị, hết sảy là bảy luôn nè, cho con miếng nữa nè. Về miền Tây ăn mấy cái món gỏi này là chuẩn luôn đó nha. Dạ chuẩn đó. À, cho anh chàng đẹp trai miếng đi, anh chàng đẹp trai bên kia tự ăn nha, kìa cho anh là review kìa, anh review kìa, cho anh áo xanh review cái đi. Cảm ơn em. Để cho anh ăn cái anh ý kiến ý còn dạ. Ăn thôi. Dạ, cảm ơn dạ. Sao vậy con trai? Để mình quay cả anh ruột của mình. Anh mà con bằng gì của? Bằng gì của? Đó. Ăn vậy là biết rồi, là ăn gì đam mê mà. Đây con cũng đẹp quá nè. Đó, dễ dàng chưa chọn. Ôi dễ thương quá, đẹp dễ lắm à. Nha. Vô màn hình rất là sáng rất là đẹp đó. Đó. Mấy này cũng mấy thứ dữ à. Rồi, ta con ăn đi. Rồi. Ngon. Tắt nha. Dạ. Rồi. Cá Linh ra cần cua má. Đúng rồi, cá Linh đầu mùa. Cá Linh đầu mùa ra một cô bắp giấm. Rồi, bé Ngân bước vô đây chào bước đây. Rồi, đây chào anh chị đây, anh chị đây. Anh chị thôi hả? Anh chị được rồi. Anh chị hay là cô chú gì đó. Anh chị được rồi. Cho nó trẻ. Vậy đó ha. Dạ, anh chị luôn rồi. Này cháu. Đó. Rồi, cá Linh giới thiệu cá Linh này cho anh chị biết coi cá Linh này là sao. Dạ, này là cá Linh đầu mùa và cá Linh chiên giòn. Cái này là ga càng cua bắp giấm với lòng điên điển. Mời chị dùng. Dạ. Cho nóng cho rồi nóng. Cảm ơn em. Rồi thôi mình thử nha. Rồi mấy rồi má thưởng thức đi. Thưởng thức đi, má thưởng miếng đi. Được rồi con, được rồi con ăn đi con. Đó anh. Thử đi. Nó giòn lắm. Được. Cái mình chấm với mắm cái me. Mắm me. Rồi, đó quan trọng cái chén mắm me. Đó cũng cá Linh. Cũng nhầm người làm ngon, người làm dở. Đúng rồi. Nó mắm me cũng tùy theo ngừ. Chiên giòn khấu luôn. Hôm qua có mấy anh chị đó cũng Việt Kiều đi về, nó ăn ở đâu bị đắng. Tất nhiên là người ta làm cái mật không có không có xong. Không có kỹ. Nó mới bị đắng. Tại vì nó nhỏ lắm, nhiều khi ta mặn không kỹ, cái mấy con nhỏ ta không mặn. Rồi. Ở đây rất là kỹ. Đấy, kỹ lưỡng sạch sẽ. Thơm quá trời luôn. Rồi. Đẹp quá ha. Dạ. Cái phone Samsung này con thích lắm. Đúng. Tuy nó không có mắc tiền như iPhone nhưng mà nó rất là rõ màu, hình ảnh. Màu rất là đẹp. Rất là rõ. Màu nó thấy không? Đó, đó. Con chỉ chơi cho vui vậy thôi, con lia vậy đó. Là xong. Rồi, đó, đâu anh chàng đẹp trai này ăn cao ăn nhiều vô. Đây. Cho bà một cái muỗng. À, bà cho anh mẹ ăn gì mới hết cái cho dĩa này chứ. Trịnh bữa nay là tới má hai là thử hết tất cả con, các món. Con tên luôn. Gì? Con Trịnh. Trịnh hả? Dạ. Trịnh Công Sơn đó ha. Đúng rồi, Trịnh Công Sơn đó. Đây. Cháu Trịnh Công Sơn. Con phải ăn như vậy, lớp cốp luôn nha. À đây, dạ. con ăn. Đó, con làm gì nó mới thấm tất cả. Cảm ơn ăn đi rồi con mới kèm với dạ, à, lâu lâu con gắp rau còn cua. Cái rau còn cua đây, đó. Gái nữa đây. Rồi mấy đứa em gắp nha. Dạ. Chị với anh Thanh với cháu ăn tự nhiên nha. Ăn tự nhiên đi. Đây con trai đưa cho cô vừa gấp cho. Đó. À, để mà bê buồn. Trời ơi, cô Nhi gặp Việt Kiều về. Thơm vô. Con chan vô. Chứ bây giờ con gấp nó mình, yếu. Mình gấp từng con từng chàng. Con tới sáng mai mới hết nghĩa này. Nghĩa này, này sao má bác nữa được con. Quá vui luôn. Quá vui thiệt chứ quậy lắm á. Con đi tới đâu con cũng quậy tới. Đó. Thôi bây giờ nãy giờ thì con chưa chào, giờ con chào ông bà cô chú gì đi. Dạ chào ông bà cô chú. Hôm nay có mấy anh mấy chị đến ghé quán Mai Nhi tại biết được ở trên YouTube. Ghé ăn và thưởng thức ngon miệng lắm nha. Ngon thiệt. Ngon thiệt. Nó sợi ngon thiệt. Dạ. Rất là vừa ăn luôn á. Ừ. Mà giòn nữa. Thấy hai má con không? Hai bà cháu không? Đi ra mừng khách nè, tiếp khách nè. Bé Ngân thì bây giờ cũng còn đang đi học, cho nên là tiếp bà Mười cũng ít bữa đi học. Bé Ngân học lớp mấy? Dạ, em học lớp 12. Lớp 12, Vậy bé Ngân 18 hả? Dạ. Dạ, cũng cùng với bà Mười cũng làm mấy cái clip nữa. Thì có lẽ sau này thì chắc mình cũng với con gái làm thường. Bé Ngân thì chủ nhật xuống làm clip với bà Mư. Dạ. Hay là con học buổi sáng buổi chiều chạy với bà Mư. Dạ, đúng rồi. Tại vì học buổi chiều nó hơi bất tiện.
học buổi chiều thì buổi sáng phải là ở nhà đang tranh thủ đi học. Rồi cái bắt đầu chiều đi học tới tối rồi. Dạ. Chứ phải học buổi sáng, buổi chiều chạy xuống làm đó, làm clip. Thì có bé Ngân thì mình thấy được thêm một cái lượng khách dễ chung. Lượng khách mà cỡ Caramel phát tài nào nè, lên em Ngân dễ thương. Đúng rồi. Thì mình thì có cái lượng khách của mấy đứa. Dạ. Với mấy anh chị lớn tuổi hơn. Dạ. Rồi cỡ Ngân thì có cái khách trẻ trẻ. Dạ. À, có cái lượng khách vậy cái ôi ơi bé Ngân dễ thương quá. Con kêu bà Mừ bằng bà nội luôn nghe. Khách người ta bình luận ha. Đúng rồi. Dạ. Ta bình luận ta thích bé Ngân, nói Ngân dễ thương Ngân mà. Nói chuyện hay. Cameraman cũng dễ thương mà. Nói bé Ngân là làm kênh YouTube nói chuyện được. Dạ. Sao con thấy bé Ngân làm này nãy giờ ra chào con vậy đó, con thấy được không? Dạ được. Hết sợi. Không, bữa nay may mắn chứ. Tụi con chỉ đi là giống như theo tùy cái duyên đó. Là sao mày con gặp có má rồi. Đúng. Đúng. Có nhiều anh chị về đây không có gặp má. Đúng rồi. Thế nhiều khi má đi du lịch cái điện đúng thấy rồi. Ở nhà quán bữa nay có gì, cái ngày thứ bảy con đặt rồi nhưng mà má đâu có nghĩ là phải cần má đâu. Cái tới chừng đi lại đây ăn không có chơi ơi. Má không có nhà thì má nấu đi, đặng con bữa nào má có nhà con hết tới đó. Mình thấy gì cái mình có nhà cũng quan trọng đó. Con tùy duyên luôn đó. Con nói trong lòng con là ok, có duyên. Tại cái lòng của con rất là muốn về thăm má trước tiên vậy đó. Thì con có nói trong lòng là nếu cứ tùy duyên đi. Mình tới mình gặp má là cái duyên. Mà thật sự mà con thấy má ra là con nói rồi duyên rồi. Rồi duyên duyên đi rồi. Trúng mánh rồi, trúng mánh rồi. Vô mánh rồi. Mánh bữa nay gặp Ngân nữa. Vậy gặp bé Ngân nữa. Con nói rồi vô mánh rồi. Thiệt, con nói thiệt. Vui. Rồi bắt đầu bé Ngân con vô chổng con coi tới món cơm cháy cá sát con bưng ra cho bà Mừ nghe con. Cơm cháy với cá sát ngon lắm. Con phải thưởng thức. Cá gì? Cá sát sọc á. Dữ luôn rồi, còn nhiêu mình chia ra tiếp đi. Em gái ăn chia gái đi nha. Đúng rồi. Quá dữ luôn ơi. Việc kiều này làm như là không. Chờ đợi để về về là để một cái bụng đói về ăn đó. Vậy thì rất hết luôn á. Đó rồi bây giờ mình còn cơm cháy cá sát nè. Dạ. Còn bánh canh ngũ sắc này với còn vịt xiêm hai món đỉnh trên cả đỉnh luôn. Dạ. Rồi. Cảm ơn quá trời tuyệt vời. Luôn nè thấy không? Quá trời hết luôn. Hình như đằng kia khách mới vô. Để má qua rồi, má mừng má khách. Má qua má mừng khách đi. Má qua má mừng khách con hay quá. Hay quá con ơi. Con hay quá con ơi. Được rồi con ơi. Rồi. Ơi chào mấy người đẹp nha. Quá. Nãy kêu hai nãy điện qua đặt hai món. Ừ. Bữa chị nói rồi đó, nãy giờ em. Ừ, vậy sao? Có ăn chưa? À, đặt thịt xiêm rồi phải không? Cái gì gà ủ muối rồi cái gì? Gà ăn muối. Điện đặt rồi. Vậy rồi, cảm ơn. Ừ. Tôi nói gì nè, nãy nói gì nè, nấu bánh canh thịt xiêm. Nhưng mà đẹp quá ta. Nói bánh canh vịt xiêm nhưng mà làm một chén bánh canh chay phải không? Tôi nói cái bánh canh chay làm một tô tặng luôn. Rồi. Nó giỡn chơi mình nói gì nè. Cái tô vịt xiêm cứ làm bình thường. Nhưng mà cái chén bánh canh là mình tặng cho chị riêng đi con. Ôi coi nè. Quá trời luôn. Ôi quá trời. Chị cũng thiếu gì, chị không có. Từ Cần Thơ. Từ Cần Thơ mà đẹp như vậy nè nghe. Mà giàu như vậy nghe. Mà đi lên quán Nhi để tìm ăn đó chứ không phải là chị với quán đây nấu đồ ăn ngon. Vậy đó hả? Trời ơi. Đi về chị giới thiệu với em, chị là bà chủ ở trên đây nè. Vừa đẹp mà vừa nói chuyện luôn lắm. Trời những khen quá. Nhưng mà bữa nay chị nói cho em nghe bà hỏi thì em đẹp nhất bàn. Bữa nay em đem người để chia sẻ hết phân nữa. Rồi người này đẹp nữa nè. Nhỏ này em út em nè, em chết luôn. Thôi rồi quá trời đẹp luôn. Nhưng mà trường ngồi nó kêu đồ chai. Rồi nghe vậy đi nghe chút xíu đem đồ ăn để chị vô chị coi chồng nấu cái gì rồi nha. Rồi chị ra liền. Con ơi quá trời ngon rồi. Đây tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Ôi bữa nay Việt Kiều Mỹ này về có má Nhi chăm sóc ngon quá. Rồi uống rau má của quán cà phê Nhi một ly bây giờ một ly nữa nè. Là ly rồi đó. Ừ, bữa nay là mình thấy hai đứa này nó ăn ngon rồi cũng mừng. Rồi, rồi bây giờ con ăn hết trong chén con nghe. Dạ. Con mới ăn cơm cháy cá sát được. Dạ. Rồi thôi để má chỉ cái cách ăn cho con. Chị đi. Ừ.
Đây, lấy rửa đi, má cầm cái chén. Ừ, đây, để cách ăn đây, đây cả nhà ơi. Ôi, quá ngon, mỗi một người một con nha. Ở trong cái dĩa này là một người một con cá sát. Đó, rồi con cứ tự tay con bẻ mấy cơm cháy, má coi coi, con tự bẻ đi. À, nhiều khi mà lấy cái... Rồi, đó, vậy đây, đó. Rồi cái con vẽ cá lên. Vẽ cá, tóc mỡ rồi con bỏ lên, con bỏ xương lại. Con cá đó, cái xương... Má nói cá này là cái... Đây, con cá sát sọc đây coi. Sát sọc. Ừ. Nó béo hả? Béo, ngon lắm đây nè. Thấy cá ngon chưa? Cá này là một họ với cá bông lao. Với cá cha đồ nè. Một họ nhưng mà nó là cá sát, nó nhỏ. Nó thiên nhiên, thành ra nó tự nhiên, nó không có ăn cái gì hết. Đây. Rồi, con nghe đây đó, tài ơi. Quá dữ luôn rồi. Thánh review rồi. Má Nhi thì muốn tất cả mấy đứa phải ăn có một cái cảm giác ngon thật là cứ nói cho khách. Bây giờ để con làm. Nè, má chỉ cho con cái nè, con làm gì nè. Đây. Đây, thôi để má làm miếng khác đi. Nè, má chỉ cho con lần nữa nè, nghe cái này nó béo lắm nè, nghe. Đó, tất cả cá con đưa vô đây cho má. Đó. Cuốn hả má? Ừ. Cuốn luôn. Cuốn luôn hả? Xương cuốn lại luôn. Xương đầu con bỏ ra đi, đó, cá nó tuột ra nè, thấy không? Đó. Cá xác tuột ra đây, đó. Bây giờ con cốp lại con ăn nè. Đó, cá xác nghe cả nhà đó, bắt đầu cốp lại đây. Rồi con cầm con ăn cho má một cái là giá trị mấy ngàn lần cái hồi nãy luôn. Quá. Rồi mấy đứa con ăn nha. Má làm anh cho. Anh chị thử đi, anh chị thử đi. Một hộp tiêu vô nha. Rồi tiêu nữa nè, tiêu nữa nè. Đó, con gấp hộp tiêu con cắn cái đi. Cắn đi. Con gấp một khứa cá luôn con. Sao? Múc nhiều vô. Đây má múc cái này mới được. Con phải múc cái này con mới chấm được đó. Thấy má chưa? Tới quậy má bữa nay. Rồi con cầm miếng này đi. Tới quậy má nè. Đó. Má sáng sớm má chưa có cái gì trơn, theo đúng má bên quán cà phê má về má nằm chút gặp con rồi má cũng hết nằm luôn. Má tỉnh luôn con ơi. Rồi ăn đi con trai gấp hết con. Rồi con cho miếng nước đây bà, đây bà đứt ruột ơi. Lo cho Việt Kiều Mỹ không phải cho gì không. Ôi quá gần. Rồi con ơi, con gà găng muối nè, nhưng mà ở đằng nắng ta đặt chứ không phải của con nha. Dạ. Đó con coi nó nổ từ cái nó nổ từ cái hột muối không đó con. Mà nó nứt da mà con gà vườn nha. Con gà này là vườn, nó rất là dai, rất là thơm. Nó thơm muối mà của cái muối mà nổ lóc bóc đó, nó có thơm cái mùi khói. Dạ. Bởi vì tụi con về đây ít quá chứ phải đông người á. Đông người cái má làm thêm con gà nữa cho tụi con ăn nè. Thử hết luôn đó. Rồi con có chụp hình chụp đi má lại cho khách đặng ăn. Rồi các em ơi. Gà gan muối đất rồi. Đây, gà gan muối đất luôn rồi nè. Hay quá ha, biết đặt bàn trước rồi ha. Rồi quá rồi bác Tài ơi, quá trời nhiều đồ ăn. À bây giờ để ra đây, ra đây xé đi cho nó sướng. Xé chậm nó nguội nha. Đó. Đây đây cả nhà, đây là quán này nấu ngon quá, bảo từ Cần Thơ mấy chị em đó là ngồi xuống đi em. Mấy chị em đặt bàn trước rồi ra tới là có ăn liền. Ôi ơi, cái con gà này nó nổ từ cái hạt muối lên mà nó chín nha. Còn đây nè, bánh canh bữa nay là bánh canh vịt xiêm. Mỗi ngày thì bánh canh tôm nha cả nhà ơi. Rồi cái tô bánh canh chay cho dì mày nha. Đó, rồi cũng là cá linh đầu mùa thì bàn nào cũng có ăn. Rồi, ăn cái review cho tôi coi con người đẹp ơi. Người đẹp ăn review đi. À, ăn chay, chay. Em ăn gì? Rồi, thôi bây giờ ăn đi, ăn cho chị nấu cho khán giả. Đây nấu rất là ngon, cho nên là từ Cần Thơ phải lên cho quán của chị Bảy ăn nữa. Chị Nhi. Đó, biết sao không? Bữa nay mình xin làm một khúc YouTube. Thành ra đưa lên cái kênh Bếp Má Nhi thì ở nước ngoài người ta thấy hết trơn. Thành ra là hôm nay là hai đứa con xinh đẹp này là được rất là nhiều anh chị em biết tới đó nha. Đó, từ Cần Thơ lên mà đẹp kiểu này là người ta gọi là người đẹp tây đô. Bánh canh vịt xiêm quán của chị Nhi rất là ngon cho nên là phải đổ đường từ Cần Thơ đến đây ăn. Wow, vịt xiêm hổm gài thì mình chỉ đưa lên là bánh canh tôm thôi. Bữa nay là bánh canh vịt xiêm đây cả nhà mình ơi.
Đó, nếu anh chị em nào muốn ăn bánh canh tôm thì đặt bánh canh tôm. Bánh canh vịt xiêm này ít lắm. Ừ, tại vì phải làm một con vịt. Rồi, rồi trước mình lấy cái ức thôi. Ừ, còn bao nhiêu bỏ lại là mình chủ nhà mình kho gừng mình ăn. Chứ một tô gì đâu hết con vịt. Rồi thôi vậy nha. Rồi giờ bây giờ đã bây giờ thôi bây giờ để mình xin cái bao tay rồi mình xé cho mấy đứa em ăn luôn cho nó ngon. Rồi. Em xin chụp cái bao hình. Rồi. Rồi chụp đi, chụp con gà đi. Ừ. Ngồi ăn đi em ơi. Cá linh nha. Ừ, rồi. Rồi, bây giờ cái con gà này thôi để mình đi vô ha. Mình lấy cái bao tay ra mình xé cho mọi người ăn nha. Rồi cứ ăn hai cái này trước đi. Ờ rồi. Vậy để mình đi vô mình lấy cái bao tay ra xé gà. Ha, rồi. Ok. Ngon nè, mỗi một người một chén nước chấm. Người này là không ăn rồi phải không? Nè. À, cái chén nước chấm này mới là gọi là bỏ bối nha. Thằng nhỏ này ăn mặn phải không? Ừ. Rồi, chị chủ quán xé gà cho tụi em ăn. Tại vì con gà này quảng cáo quá, bây giờ phải cho nó 10 điểm. Đây, ồ, đây. Ồ, gặp cái này mà Ngasimo nút cái chỗ này gột gột này ngọt ngay luôn. Ừ. Bây giờ có cần bỏ vô chén ăn thử nó không? Ăn nóng nè. Ở quán này hả chị? Đó, đây cho cái đây đi. Đó, đây đi. Ừ, quá ngon luôn. Ngasimo lại quán này quậy gì đây con nha. Quá, lại ăn á, cho cộng rau găm luôn. Rồi à, đây đây rồi tới anh chàng đẹp trai này tôi cho cái gì ta thích ăn gì cho ăn gì ăn đó rồi thôi còn cái đùi chơi cái đùi để cho sạp phao câu phải không cho gì ăn đó. Rồi quất phao câu luôn nè một miếng đùi tặng tới miếng phao câu nữa nè chơi luôn nha à, quá rồi cho ăn cộng rau găm rồi bây giờ anh chàng đẹp trai này review cho tôi coi cầm cái chén muối này lên rồi gấp rồi ăn cái coi cho ngon coi ừ. Rồi lấy cái đùi ra bóc luôn lấy cái đùi đó đi đó rồi ý kiến nha đặng cho mọi người đó là ta bà chủ mới giới thiệu cái con gà mà gan muối cục đó hai anh em ăn luôn coi đó tôi đứng giữa tôi dòm nha ăn rồi nghe coi sao ừ, tại vì tôi nói là con gà luộc nó chỉ có 50% mà gà gan muối nó tới 10 nó vừa thơm mà nó vừa ngọt đặc sắc mà quan trọng là cái chén nước chấm ừ. Quan trọng là cái chén nước chấm nè ớt hiểm xanh dưới cái lá chút nè bóc miếng lá chút đưa vô chết chứ sống nội đồng đó đó đúng rồi ăn luôn lá chút đó ừ rồi đó cắn miếng thịt nữa coi trời ơi tôi đứng đây mà tôi nuốt nước miếng bà ừ, ngon quá trời chỉ miếng thì chú quen thôi thôi ông nói nó giận chơi tuyệt vời chưa đúng 10 điểm không đúng 10 điểm không rồi cả nhà mình ơi hôm nay là giống như là một bàn khách này là cũng thứ hai thứ ba về con gà gan muối đây con gà gan muối bằng muối cục gan trong cái nồi gan ngày xưa đó rồi bây giờ quảng cáo bây giờ hai đứa em từ Cần Thơ năm đứa đi lên để ăn con gà mà sự thật ngon phải không rồi tuyệt vời rồi cho 10 điểm rồi bắt đầu cái em gái xinh đẹp này cái chén của em đâu để đưa qua em ăn giùm chị cái rồi đó nước chấm đó em ăn cái nước chấm đó chén nước chấm nè đúng rồi rồi đúng rồi cái đùi cầm cái đùi luôn rồi review cái đùi luôn gà quán của Nhi nè nghe nói của mà để nay ăn nhà chị Nhi quảng cáo quá chị Nhi quán làm gà này đúng là thịt ngon nha rồi bây giờ em bỏ cái chén nó xuống em cầm cái chén này đó em ăn sao mà cho dính miếng ớt miếng đồ vô coi nước chấm gì chị lá chút hả? Lá chút với ớt hiểm xanh. Mà nhìn cho ta thấy thèm á. Ăn sao mà giống ngàn xì mò ăn cái chân luôn coi, lăn lăn cái đùi lắc cái chân, không còn miếng nào coi. Lắc luôn ha, mà ăn hết không bỏ xuống được. Làm sao ăn hết trơn cái đùi đó rồi mới cho bỏ xuống. Ngon mà, ngon mình phải ăn hết chứ. Trời Cần Thơ phải lên quán này ăn nữa nấu rất là ngon. Đúng rồi, cho con gà này mấy điểm nói cho 10 điểm. 10 điểm luôn ha. Nếu có 11 cho 11 điểm luôn. 10 điểm. Rồi, ơi quá tuyệt vời cả nhà ơi, sự thật là hôm nay là mình đã thành công khoảng 5 con gà. Thì từ cái ngày mình con trai nó đi tìm được một cái nồi gan. Mà cái nồi gan nó cũng vừa thôi để con gà này, nếu con gà 2kg coi chừng để không vô. Nhưng mà xách lên về 20kg. Gà khi gan con gà này nó hầm từ cái nồi gan nó nổ từ cái hột muối nó thơm các em ăn là em thấy rõ ràng rồi phải không chưa từng nghe cái mùi này ha rồi thôi vậy là chị vô chị tiếp tục là chị làm món ăn cho bàn bên kia nha rồi mấy em ăn ngon miệng nha à, rồi cảm ơn bà chủ quán.
Kìa kìa, quá trời ngon luôn rồi kìa, bánh canh tới cả nhà mình ơi. Ơi, quá dữ rồi. À, người đẹp mà bưng bánh canh nữa là bánh canh phải ngon nghe. Đây, hấp dẫn quá cả nhà mình ơi. Đó, quá ngon luôn. Bao nhiêu người mê mệt về cái món này đây, đây cho thằng con ở Mỹ đi. Thằng con Việt Nam ở lại đi con. Má quay phim là má ưu tiên người Mỹ quá trời, nước Mỹ Việt Kiều về á. À, rồi còn tiêu nữa. Cái mấy người ta bình luận người ta nói tối ngày bà lo cho Mỹ không à, bà lo cho Việt Kiều Mỹ không à. Bà bỏ Việt Nam. Rồi đưa 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 cô con. Ở đâu cũng lo hết á. Bởi vì tới đây là cỡ nào cũng phải lo hết á. Đang ông để cô múc luôn cho con. Cô thích múc à. Giữ múc còn phải múc cho đều. Múc người thịt không, người bánh không, nó quýnh chết. Đưa đây con nhỏ. Cảm ơn má Nhi. Đó. Đó, nguyên tôm là của con đó. Thằng nhỏ này cho nó phái ăn tôm, cho nó ăn tôm nhiều chút đi. Thằng nhỏ này ngoan. Ngoan quá ngoan. Rồi ăn nghe còn hai này à. À, rồi mấy đứa con ăn ăn rồi view coi. Thổi nha, nóng nha. Bánh tinh ngũ sắc. Quá là ngon. À ha. Vừa ăn không? Vừa ăn. Trời ơi thấy cái màu không cũng chảy nước miếng. Rồi ăn rồi view coi. Nhiều điểm. 100 điểm má mì. Rồi ôi 100 điểm má mì. Ông anh chàng đẹp trai đến từ Mỹ mà ở đâu con? Ở Florida. Đó, thành ra là tìm về chỗ Quán Nhi ông Bông Cần Thơ cũng như cái chỗ kênh bếp má Nhi. Dạ. Thấy Hải Sapa rồi Phan Diễm rồi về đây ăn uống ngon quá, những cái món ăn dân dã, những cái món ăn của đồng quê. Tìm về nhưng mà bữa nay là không hổ danh phải không? Đúng rồi. Người thật kiệt thật á. Dạ. Đây này, người đẹp này cái miệng cũng dữ lắm nè, cho ý kiến coi. Tôm dai ngon. À, phá tài vô đây con. Dạ. Con cho dì ăn rồi ý kiến của dì mày. Tôm dai nữa. Mà tôm thì dai ngọt. Tôm tươi. Dạ tôm tươi ngọt. Cái gạch của tôm nó ra được cái màu đó đó. Dạ. Có bữa nó mình lựa tôm không được ngon, cái gạch nó không có, nó màu trắng nó không đẹp nha. Về đây là phải nên thử món này, nó là ngon. Chút xíu là còn cái món vịt xiêm nướng lá bạc hà. Để nữa má hướng dẫn cho ăn là trời ơi nó ngập cái mồm rồi nó ngon. Bánh canh dài. Bánh canh má sắc, má mới sắc hồi nãy rồi, má ngưng tay là con tới đó. Mê lắm, sắc đẹp lắm. Rồi tao nói nghe. Mê. Nhưng mà cái này phải ăn nóng luôn. Ghiền sắc. Dạ, nó nóng luôn. Đúng rồi. Có món này á, Mỹ má con hay làm lắm. Vậy đó là chỉ làm có được cái màu trắng này thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà cứ thèm vậy là nấu khoảng nửa tô đủ hai nó con ăn thôi. Vậy đó. Tại không ai biết ăn hết trơn. Nhưng mà má hỏi thiện cái con nói nhỏ nha. Ngon như này hả, dở hơn. 90. 90, trời ơi vậy là im lắm rồi đó. 90. À, vậy là nấu giỏi rồi đó. Dạ. Ngon quá. Thêm con. Dạ. Này, ăn nút cho. Ngon, từng ra ngon. Ăn được má mừng dữ lắm. Màu gắt mà nó cẩm. Mà dứa. Ồ, rồi. Ừ. Tóc nữa hết rồi. Đúng rồi. Quá hay luôn. Cái này phải nóng mới ngon. Đúng rồi, nóng ngon. Nó nguội chút xíu rồi. Nó nguội chút xíu thì nó béo hơn. Giống như có nước cốt dừa mà không béo. Không béo ngậy, nó béo kiểu dừa dặn. Cái độ mặn cũng dừa. Béo thân. Mà cái độ ngọt cũng là ngọt tôm, không phải là ngọt là đường. Quá dữ luôn. Rồi, vậy là good luôn nữa phải không? Good luôn. Hay quá. Cho chàng pháo tay đi. Hay quá. Rồi khán giả ơi, là kể như là good rồi. 100 điểm. Rồi đang chờ đợi món vịt xiêm nướng lá bạc hà tiếp theo. À, nếu mà 5 người như vậy, hình như là mình cũng 5 món đó. Dạ. Hình ra là nếu 5 món mà ăn sạch hết trơn thì rồi. Đủ. Quá tuyệt vời. Bấy má đâu giới thiệu thêm. Dạ. À, gặp người ta giới thiệu cho nhiều, con đâu có biết món nó bao lớn con. Nhưng mà hồi ra nó mất ngon. Dạ, nó phí rồi. Đi. Dạ. Ôi. Wow, một món này một món độc đáo luôn. Đỉnh cả đỉnh luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ. Đó thấy cái món này chưa? Quá dữ luôn. Rồi chút xíu má sẽ chỉ cho cái cách dùng nha. Đây, rau sạch có cọng cỏ. Đó, thì bây giờ để má lấy cái kéo. Má sẽ cắt ha. Trời ơi, Phá Tài ơi, sát vô con ơi. Đẹp quá Phá Tài ơi.
Lá bạc hà. Ờ, bạc hà nấu chua nha. Bây giờ cái lá bạc hà này mình ăn được luôn nha. Dạ. À, thay vì bây giờ mình cắt như vậy. Rồi mình ăn luôn nha. Lá bạc hà ăn luôn không bỏ nè. Dạ. Ừ, cắt vuông vuông chia ra để thôi hồi dành lộn. Ừ, đó, đây tới vịt xiêm là thấy vịt xiêm chưa? Wow. Món này ngày xưa ông già mình ổng nhậu. Đó, mình đem mình đi thi chỗ ôi rằng mình khối mấy đứa ơi có rồi. Câu chuyện luôn. Đúng rồi. Để má Nhi kể cho nghe nè. Ừ. Ngày xưa ông già mình ổng mỗi buổi chiều ổng hay nhậu xì rượu. Món này là cái món lâu lâu ổng làm lại đây. Đó, rất là ngon hấp dẫn. Đó, vừa ăn con mắt nè. Vừa ăn cái lỗ mũi thơm nè. Đó. Chết luôn. Rồi, thì bây giờ để má hướng dẫn cho. Con chụp hình mà con. Ừ. À, bây giờ con đưa cái chén của con đầu tiên, con ăn hết trơn cái nước trong đó cho má. Đó. Rồi, cho bà Mười một cái chiếc đũa con. Chưa, để nó cho thêm. Ừ. Mỗi người một chén y gan vậy đó nghe con. Nó quan trọng là cái chén nước chấm hải sản. Đó, theo đúng đó, để cho má cái chén khác. Ừ. Rồi, các con cũng vậy nha, xin cái chén khác luôn nha. Rồi. Nè, đây, cả nhà mình ơi, để cho thằng em mình, thằng con mình nó review một cái nha. Con review hết nó này, ngập mà mồm luôn giống hải sa ba nha. Đó, đây, bộ cọng xà lách của má trong nhà đây. Một cái cọng quế vị, quế đất của má đây. Đó, rau thơm, rau húng nhũi gì của má trong nhà đây. Một miếng chuối, một miếng dưa leo. Nói cho con ăn hai lần, con ăn lần bị ngộp ạ. Đây, cho má, xin cái này. Đây đó Tài ơi, cái chén nước chấm này mới là chén nước chấm lá chút nè. Nha. Đó, nói cho con ăn cũng hai lần hay gì đây. Ăn một lần tội nghiệp. Ép nhỏ ăn lần nhỏ ngột nhỏ chết à. Rồi phải có rau rồi phải có thịt kèm thịt vô nha. Ừ. Đó, nó nóng này nhưng mà nó ngon lắm. Ăn rồi tao nói về Mỹ chắc nhớ tôi hoài quá. Dạ. Má ơi thèm đồ ăn quá má ơi nhớ. Món này kêu là gì con quên rồi. Vịt xiêm nướng lá bạc hà. Một con vịt vậy làm hai món, trong cái lá bạc hà này là một là thẻo thịt. Rồi đây là xương hầm măng tươi. Dạ. Ừ. Như là mình phi lê. Đúng đấy. Rồi, phi lê đó con, phi lê lấy thịt con. Nếu con vịt bự là mình phi lê đó khoảng 1 kg đó con. Vừa ăn. Dài dài ngon. Dài dài hả? Ừ. Không dài lắm đúng không? Không dài lắm. Dài theo kiểu thịt đó mà. Đây, rồi giờ tới con gái này nha. Nói trước nghe mấy đứa con đừng có buồn nghe con. Tụng nghiệp từ nửa dòng trái đất nó về con ơi. Má con mình ở đây tiếp khách con ơi. Em của con vô tư không sao. Sao má chồng không con thấy cái lá tí tô của má chồng nè. Đó, má cho ăn gì đó. Nó non. Nó non. Má cắt trên đầu người ta gọi là ăn trên đầu cha người ta đó. Đó. Lấy cái đầu ở trên ăn không à. Nó còn ăn dưới gốc. Ừ. Đó rồi con cứ ăn đi. Rồi con trai đưa cho. Rồi lấy chén này bỏ chén nó luôn. Má gấp cho mỗi một đứa một chén ăn cho nó đã. Chứ để mình ăn ít nó không có ngon. Quá trời ngon luôn cuộc đời này. Cuộc đời này mà bữa nay mà ăn cái món này rồi đấy là thấy cuộc đời nè. Cứ phải về đây rồi phải đi. Sung sướng quá trời. Đặc biệt là rau sạch của má Nhi trong vườn nè. Từ miếng mình ăn là mình cảm giác nó độc lạ. Rồi con ăn đi nha. Ăn đi rồi con kể câu chuyện cho má nghe coi là nó ngon cỡ nào. Bây giờ cái nước chấm này hết phải không phải Tài? Rồi được để má. Rồi để cho Caramen vô lấy nước chấm tiếp tục. Rồi Caramen lấy nước chấm tiếp tục đi Caramen. Đây vậy là các con ăn là ngon quá rồi phải không? Một chuyến đi về miền Tây cũng đi về chỗ Quán Nhi là không còn hối hận phải không? Đây, bây giờ con trai nãy cho con thêm miếng này nữa. Con cứ ăn đi không cay. Nó là cái lá chút. Đó, đây một anh chàng. Cầm giùm cho cô Mười coi. Con cứ cầm gì cho cô Mười với chú nha. Cầm yên vậy nha. Rồi, được không? Câu cá nha cả nhà, đó chứ là nhiều lắm rồi, để coi con này nó có câu được hay không nha. Coi cái hơi của Diệp Kiều Mỹ về, coi có dính cá không. Ô, dính là chắc dính mấy con nhỏ rồi. Rồi, được đây. Rồi, lên. Dính rồi, dính rồi.
Dính rồi. Đây. Rồi đi lên. Dạ. Rồi. Biết cỡ không? Dạ biết. Rồi biết cỡ trả đi. Kém đi con. Ôi hay quá. Rồi bắt đầu đây đây má thả vô xuồng. Câu chắc còn kéo không nổi đâu. Nổi mà. Đúng con rồi đó. Nước lần này. Từ từ. Rồi giúp đẩy ra nữa đi. Ừ. Rồi, chú lụm nữa rồi. Dán tiếp con cá ta chừng coi. Ô, ngon con cá. Rồi lên. Quá dữ luôn, từ từ con. Rồi, rồi chúng mánh luôn nè con, cầm lên. Rồi. Ôi, quá dữ luôn. Ừ, đây, ở nhà mình ơi. Vô tiệc và vô gái ơi. À, rồi, mình sẽ, hôm nay là con đã thành công. Như vậy là cái hơi của nước ngoài cá nó chịu ăn giống như mũi. Tiệc ơi. À, rồi, cả nhà mình ơi. À, hôm nay là kênh của Biết Má Nhi là sẽ thành công rồi. Có thằng em. À, Việt Kiều Mỹ đã về đây để tìm má Nhi ăn mà đi xuống câu thì câu dính con cá khéo nha con. Rồi con này tất nhiên là gọi là giỏi đó nha, đỉnh đó. Rồi con bỏ vô bây giờ má con mình cứ vô đi, dính con cá rồi má con mình vô được rồi. À, rồi đem vô luôn. Đi vô đạt rồi. Rồi quá dữ luôn. À, chào cả nhà mình đến với kênh Biết Má Nhi. Hôm nay là kênh của Biết Má Nhi sẽ có mấy đứa con. À, mình đứng ở chân đây nghe các bạn luôn. À, mấy đứa con từ Mỹ về vô luôn đây. À, từ Mỹ về con cứ để bên Florida. Đây. Cảm ơn má. À, quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. À, cả nhà mình ơi. À, là hôm nay mình sẽ có một cái kênh, một cái clip tuyệt vời nha. Rồi đưa tiễn tới xe luôn nè. Quá vui rồi. Quá vui. Rồi thì đi ăn trước luôn cũng được đi cầm. Rồi đi trước đi cầm. Quá là mấy đứa con bữa nay mở hàng người ta vô sắp đặt rồi đó nha. Chút xíu vô gặp cái đứa nha. Rồi đi qua bên này cái mình đi ra xe. Wow, sáng sớm là gặp mấy đứa con rồi bấy giờ này bận bịu luôn. Đó là mấy đứa con nó mở hàng rồi khách vô đông quá trời luôn. Rồi bây giờ mình đến Campuchia rồi cho mát nha. Về trước. Đúng rồi, đây đi cho mát nè. Đi vô. Chào. Đây mình ở đây mình chào khán giả cuối clip luôn nha. Ừ, rồi hai đứa con đứng hai bên đi, con qua đây, gái qua đây đi, con qua đây nè, có còn mấy rồi mấy đứa vô luôn đó, có còn mấy rồi con cầm một ổi đưa lên nha. Đây chào cả nhà, kênh của Biết Má Nhi clip đến đây là cũng hơi dài rồi, xin kết thúc nha.